Bây giờ mới rõ. Vâng anh em, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một loại bia siêu nhỏ dành cho anh em. Ở bên Nhật nó chỉ có loại bia nó nhỏ mà theo kiểu mà chưa đến lòng bàn tay nữa, theo kiểu mấy ngón mấy đốt ngón tay, hai đốt ngón tay, ba đốt thì nó to quá, và ba đốt thì hai đốt thôi, đúng là hai đốt luôn đó. Hôm nay giới thiệu cho anh em một loại bia mà nó cũng là một loại bia mà theo kiểu độ mấy độ ta, cũng 5 độ, cũng giống như loại bình thường nhưng mà nó nhỏ thôi, thì nó uống thử cho nó vui. Hôm nay thì mình mới làm, hôm nay có giới thiệu cho anh em là cá trứng này. Cá trứng này ngon lắm đó, nhưng mà cũng rẻ nữa. Mình thì hay mần đó. Theo kiểu mà cá trứng này thì bên này nó khá rẻ lắm. Nếu mà mua theo kiểu mà mua một cái lốc á, cũng là hơn chục con á, mà có gần 200 yên thôi, cũng chục con. Đây, hôm nay thì làm nhẹ nhẹ sơn đơn giản thôi. Thì anh em cũng thấy là mình vừa mới đi chợ về, mình mua đi chợ các kiểu thì hầu như anh em qua này á, anh em sẽ thấy là người Việt mình sẽ cuối tuần đi chợ thường hay là bọc cái thùng á rồi chợ. Thì nói chung là qua đây cũng là đi làm mà, thì chỉ có mỗi cuối tuần là mới rảnh thôi đó. Hôm nay thì thầy vừa ngồi anh giới thiệu cho anh em là món cá trứng này với lại loại bia siêu nhỏ, thì thầy ngồi tâm sự với anh em luôn đó. Thì anh em cũng bảo là ngồi ăn như này cũng vui mà, thì ngồi vừa uống bia mà vừa, thì người ta mới nói là uống bia thì người ta mới gọi là tâm sự đó. Ăn những cá đã. Đây, cá hồi. Bên này cá hồi là rẻ lắm, cá hồi có 100 yên mua một lát như thế này. Ăn một miếng thôi được hơi bia. Lựa không? Vô. Chín đi. Anh em xem mình ngồi như thế này thì anh em làm tí bia ngồi trò chuyện với mình, nghe mình trò chuyện cho vui. Thì nhiều anh em cũng hỏi là qua này thì gia vị Nhật Bản đồ nó có hợp người Việt Nam mình không, thì mình nghĩ là chắc không đâu. Gia vị bên này thì nó rất là nhạt, với lại cái vị nó không có đậm đâu. Thì sau một thời gian thì mình cũng dần dần cũng quen thôi. Nói chung là nếu mà hết đồ Việt thì cũng dần dần cũng mình phải quen với cái môi trường của họ. Giống như nước mắm này,
Thì thực sự ra á, bên này á thì trừ những chỗ mà anh em nào mà gần đồ chỗ mà người Việt Nam mình á thì còn may ra còn chỗ bán nước mắm nha. Nhưng mà chỗ những siêu thị ở Nhật Bản chỉ có bán, hoặc người ta chỉ bán là nước mắm Thái Lan thôi. Nên chung lại mình có quay cái nước mắm Thái Lan cho anh em. Nếu anh em nào mà qua đây mà không có nước mắm á, thì anh em nào mà thích hay có thường người Việt mình hay nấu gì đều có nước mắm mà. Đó, nên là nếu mua qua đây thì mua nước mắm nó Thái ăn cũng được. Còn bột ớt thì anh em nên mua những bột ớt mà của Hàn Quốc á. À, nói chung là bột ớt Hàn Quốc cũng khá là cay, cũng ngon. Người Nhật thì họ ít ăn cay lắm, mình nói thật. Đừng đói quá. Lần nào mà mình làm clip đều là những giây phút mà mới đi làm về. Đây, anh em thấy là 20.000 ở bên Nhật là được miếng cá hồi như thế này đây. Đó, thường anh em mình hay mang cái này chiên hoặc là nướng 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 giấy bạc á, bọc giấy bạc lại rồi nướng hành với lại cà chua rồi các kiểu con đều điểu. Vâng, thì từ từ mình ăn miếng đã rồi mình nói. Làm khúc bia nữa. Anh em đừng bảo là chỉ là uống uống gì uống cồ lon mà lon bé xíu nữa. Thực sự ra là ngày mai mình còn đi làm nữa, nên mình có uống gì á mình cũng phải hướng đến ngày mai mình có đi làm được không, mình không có buồn ngủ không, mình ăn uống sao. Là thường là cái thói quen của mình á, mình ăn uống xong cơm trưa này không còn nghỉ một lúc rồi tí nữa vô ngồi học bài sơ sơ đơn đơn giản một chút. Với lại vì ngày mai mà thường uống bia vô á, mà nếu mà hơi bị nhức nhức đầu á, ngày mai đi làm mệt lắm đó. Hôm nay thì mình có giới thiệu một món là nếu mà cho anh em nào mà ở bên Nhật á, nếu mà anh em mà không dạo này á đi hải quan á cũng khó là mang được mấy cái đồ khô này qua nha, vì luật hải quan bên này bắt đầu nghiêm cấm những mang đồ khô, nhất là khô khô thịt nha anh em, khô thịt heo, thịt bò, thịt gà gì đó cũng cấm rồi đó, khó. Nên lần nay mình muốn giới thiệu cho anh em là món cá trứng này ở bên Nhật nó năm quanh năm nó có để anh em làm mùi nhắm đó. Đó, thêm cái nước mắm Thái này chấm chấm chấm, hoặc là có ớt tương á, ớt tương nếu mà có ớt tương trên su ở Việt Nam có càng ngon, ngon tuyệt. Con cá trứng này ăn ngon y như vị như cá suối đó, cá suối của Việt Nam mình mà họ bắt lên rồi nó nướng ở quán á, kiểu kiểu vậy. Cái này cao nhất là cái chỗ cái trứng của nó thơm lắm. Trong nhiều trứng lắm. Ở trong nhiều trứng kinh khủng, ngon lắm. Mình rất thích ăn món cá trứng này vì nó hợp với bia, với ăn cơm cũng được. Làm thêm miếng gà nữa. Thực sự đau qua đây đang làm việc á thì dần 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 nó đúng là cái cuộc sống tự lập mà, nên thành ra cái gì mình cũng dần dần. Lúc đầu thì mình sẽ không biết nấu ăn, nhưng mà dần 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 để mấy anh em nấu hoài thì nó cũng kỳ, nên thành ra mình cũng bắt đầu mình tập nấu rồi những món đơn giản, rồi mình những món cao siêu hơn. Nói chung là có thời gian thì mình sẽ nấu nó những bài bản hơn tí, còn những hàng ngày thì đơn giản như này thôi. Nói chung là hôm nay mình có như là mấy món mà đơn giản hàng ngày của anh em lao động bên này mình muốn giới thiệu cho anh em thôi, chứ mình thực sự là mình cũng không ăn không phải là thằng gọi là có tài nấu ăn cho lắm, nhưng mà mình được cái là mình ngồi uống bia những làm món những món đơn giản như này, uống bia như này rồi ngồi tâm sự với anh em.
Và hôm nay thì mình cũng nói luôn là vấn đề mà đi Nhật đi bao lâu để trả được tiền, hết hết tiền. Thì mình cũng có nói hết rồi, mình nói trong những video trước rồi. Nhưng mà ngồi tâm sự nên cũng nói luôn. Thực sự đó, anh em qua đây, nhất là những anh em miền Bắc qua đây, vì sao? Cái phí nó rất là xin lỗi. Nhất là mình những anh em miền Bắc nha, qua đây cái phí nó rất là cao. Mà qua đây thì lại gặp chúng những công ty mà như nó cái chế độ ưu đãi nó rất là thấp, với tiền lương nó lại trả bập bềnh. Có những công ty đó nó rất là xấu bên này, không phải là công ty nào ở Nhật nó rất là tốt nha, nhưng mà không phải là những công ty nào tốt hết. Có những công ty nó dạy như nó chặn tiền lương của người lao động, rồi nó tăng ca nhiều nhưng mà nó bớt cái tiền lương mà theo kiểu là tiền lương giờ mình lại, nên là ra cái tiền lương của các bạn nó rất là thấp. Các bạn vì sao mà các bạn lại cảm thấy mình làm nhiều nhưng mà tiền lương nó lại thấp? Qua bên này nó gặp rất là nhiều trường hợp vậy. Vì sao? Vì nó ép các bạn nghĩ đây, nó tuyển rất là nhiều người, cả trăm hàng ngàn người, cả trăm người Việt Nam mình qua đây, mà nó trả, nó ngày nào cũng bắt các bạn tăng ca nó rất là nhiều. Nó biết là các bạn các bạn đi nhanh, các bạn không có tiếng, thôi mình trừ bớt cho các bạn nghỉ đây. Các bạn người ta chỉ cần các bạn trừ các bạn một một giờ, nó rút lại là có tầm 200 yên hoặc là 100 yên này, là nó tiết kiệm được bao nhiêu nào, thấy không? Trong khi đó là coi như cả cả mấy trăm lao động người Việt Nam mình bắt đầu bị ăn chặn đó, thấy không? Nên mình đặt ra mình cũng muốn nói qua cái câu chuyện mình nói như này á, là mình muốn nói cho anh em á, nhớ học tiếng Nhật vào. Nếu qua đây á, nếu có gì thấy sai sót á, là mình phải nói liền. Vì nó nghĩ người Nhật nó thấy mình mà không hiểu gì đó, nó rất là cái kiểu mà nó lách nhiều đường đó để cho mình nó mày tốn phí đó, mày làm như vậy là mày phải tốn phí đó. Cái gì nó mày cũng phải tốn phí ấy. Nên là nó trừ các bạn rất là nhiều. Với thứ hai á, mình muốn nói á, các bạn có nhiều bạn hỏi mình nó là anh em bao đổ đơn hàng bao đổ là như thế nào. Thực sự bà bao đổ là các bạn đóng càng nhiều tiền thôi, cái quái gì đâu, các bạn đóng càng nhiều tiền thì các bạn được đi kiểu kiểu vậy. Thì các bạn nghĩ đây, người ta họ nói bạn như vậy chẳng lẽ không nói với người khác? Thì tất nhiên là người bên bên Nhật nó cần người lao động mà, môi giới nói như vậy, bao đổ để các bạn đóng thật thật nhiều tiền thì môi giới nó ăn chứ làm gì. Qua đây nói chung là các bạn đi nhanh, các bạn không biết tiếng, các bạn qua Nhật lại vào cái mức lương nó kiểu là đủ sống rồi chứ không không có dư giả. Thì anh em cũng biết là anh em qua đây đều tốn rất là nhiều tiền, mà chưa kể đó các bạn muốn là tích góp cho tương lai gì đó nữa đó. Thế nào, qua mình tâm sự như vậy không? Nên là thứ nhất á, anh em nhớ học tiếng vào. Thứ hai á, đừng tin những đơn hàng bao đổ, nó rất tốn tiền. Qua đây các bạn làm năm đầu các bạn kiếm đầu ra dễ gì trả nợ được 200 300 triệu. Mình qua đây mình đến độ mà cái mức lương mình gọi là ổn định rồi đó, nhưng mà mình cảm thấy là nếu mà các bạn đi khoảng tầm 200 đến 300 triệu không thể có thể trả nợ hết xong tiền lãi còn tích góp mình được bao nhiêu. Chẳng lẽ các bạn đi các bạn không có báo ơn cho gia đình họ hàng anh em gì họ đó, mà chưa kể trước khi bạn các bạn về các bạn phải mua đồ các quà cáp các kiểu nữa, trừ hết ra không còn bao nhiêu. Mình nói thật, nếu các bạn mà đi những đơn hàng mà 200 300, nhớ xem xét kỹ. Hôm nay mình tiện thể ngồi tâm sự ra, ta ăn miếng cá nè. Trứng ngọt nguyên, có trứng ngọt so cho anh em xem mà thôi. Đúng như trứng à, có biển hợp ghê ta. Biết nữa mua biết thôi, hôm nay giới thiệu bia nhỏ 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 cho vui vui, ngày mai còn đi làm. Tiện thể là mình qua mình nói luôn đó là có những anh em mà từ có mới mới cấp 3 thôi đã hỏi mình kêu anh ơi em muốn đi xuất khẩu lao động như thế nào. Mình khuyên các bạn á, đã chưa bảo trải nghiệm một đời á, chưa đi làm ở đâu đó, đừng có nên đi 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 những qua Nhật sớm. Các bạn á mới còn nhỏ mà đã qua đây, nhất là đi làm xây dựng á, thì nhỏ tuổi mà
đâu có định hướng nào, thấy cái đơn hàng quất hơn, mà thường là bọn môi giới nó đẩy các bạn đi vô con đường dàn giáo với lại bưng bê tông các kiểu hơn, vì không những cái đơn hàng nó đi nhanh mà cần lứa trẻ qua đây á, các bạn chưa trải nghiệm đời á, nó vác búa nó đánh cho mũ bảo hiểm của bạn xâm xòa luôn, là các bạn thấy ớn thở ở Nhật Bản này. Mình nói thiệt, chưa trải nghiệm đời hoặc là chưa gì đó, chưa có cứng cơ gì á, như mình á, nó động gì mình ồ má nó này nó xíu nó đó, kiểu như vậy là nó cứng, hoặc là do mình cái cơ địa mình nó khá là chuẩn, nó khá là to, mình không có bây giờ mình nha, mình nói thật. Nói chung là nó cũng nhìn ở thằng này yếu ớt, thằng này nghe ngây thơ là nó dễ bắt nạt, kiểu kiểu vậy đó. Người đang ngồi nói chuyện thì pin nó hết hết pin nên là quay qua cái khác, quay qua camera khác, xin lỗi anh em nhé. Thì anh em thấy á, nhất là những bạn mà 18 tuổi á, qua đây mình cũng nói rồi, nó có nhiều trường hợp lắm, các bạn không như mo, các bạn nghe lời anh em họ hàng thì tất nhiên anh em mà các bạn đi Nhật á, theo những lời anh em giới thiệu hoặc là hàng xóm giới thiệu, qua Nhật đi làm được nhiều tiền lắm, làm việc nhẹ lương cao. Thực sự là mình nói thiệt, qua đây không có vụ mà việc nhẹ lương cao gì đâu, các bạn phải đánh đổi, các bạn phải trải nghiệm mùa đời, các bạn phải trải nghiệm một cái sức trẻ của bạn, thanh xuân các bạn mới mới ra trường, mới vui vẻ, các bạn còn ngây thơ, các bạn còn rất là trong trắng, các bạn còn như một tờ giấy trắng. Các bạn qua đây người ta cái là mày bỏ sức ra không thì đừng có hòng mà lấy được tiền họ. Mình nói thật, mình qua đây là năm 22 tuổi, mình cũng đi làm ở Việt Nam, nói chung là làm theo kiểu là làm thêm cho vui thôi, vì ngày xưa mình cũng là gọi như là vì con út mà chắc chắn là nhà nó họ sẽ không cho mình đi làm gì hết, mình nói thật. Nhưng mà mình được cái là do cái tính mình nó khá là cứng cứng đầu, với lại mình cũng hơi người mình cũng hơi cứng cơ rồi các kiểu, là họ nói gì là mình bản tiếng Nhật lúc đó là nó chỉ tiếng Nhật nó cũng hơi ngu lắm, mình không phải là thằng giỏi tiếng Nhật, nhưng mà được cái là mình được cái gì là mình nói nó thẳng. Vì bên Nhật á, người ta họ có được có cái tính xấu á, senpai nó rất là thích ăn hiếp thằng cô hai, nên là ra các bạn mà kiểu như là đàn anh nó rất thích ăn hiếp thằng vô sau kiểu kiểu vậy đó, nên là ra nếu các bạn mà mình là người nước ngoài nên là ra mình còn có thể chống cự được, nhưng mà đối với người Nhật á, thằng đàn anh mà nó đã ăn hiếp thằng đàn em là thằng đàn em chấp nhận rồi. Nên mình muốn nói á, nên là anh em nào mà 18 tuổi nên suy suy nghĩ lại, hãy học thêm cao đẳng hoặc là đại học gì đó, cao đẳng mà cao đẳng điện hoặc cơ khí thì các bạn cũng dễ đi diện kỹ sư sau này có tương lai hơn, chứ đừng có nên nghe lời nghe lời họ hàng hay nghe lời hàng xóm, nghe lời thằng đi trước đây, đi xuất khẩu lao động đi, nó nhiều tiền lắm, qua đây làm việc nhẹ lương cao. Mình thứ nhất á, các bạn qua đây việc nhẹ lương cao cũng tùy công ty, cũng không phải công ty nào cũng là công ty tốt, không phải công việc nào cũng là công việc tốt. Thực sự ra bọn người ta họ đi trước á, người ta đã trải nghiệm rồi, người ta có kinh nghiệm rồi, người ta đã trải qua cái công việc đó 1 năm, người ta họ chịu đựng rất là nhiều, người ta mới được sự tín nhiệm hoặc là người ta cái lứa đầu tiên. Nên mình nói như vậy chứ đừng nghe là nghe lời người này người nọ rồi đi qua đây ở việc nhẹ không lương cao, cái mình chưa bao giờ mình đi làm, qua đây cứ đi làm cái chết chắc. Mình thì mình uống mặc vô hơi đỏ, bây giờ mình ăn cơm đó. Cảm ơn em, tôi ăn miếng cá nữa chấm chấm này, miếng cá. Cảm ơn em đã xem nhé, bye.